Khi đến với Grasse của vùng Provence nước Pháp, điều đầu tiên chào đón tôi là những mùi hương, đặc biệt là hương hoa nhài. Đi nào Pongo, mày thực sự muốn ở trên những cánh đồng này luôn hả? Đi thôi. Chào Sophie. Xin chào. Chú chó Pongo của tôi đang bị những cánh đồng hoa nhài của bà hớp hồn. Không sao đâu. Tôi không muốn dẫm lên cây cỏ. Xin chào Carol. Chào Sophie. Tôi có đang làm phiền bà không? Không hề. Nó có mùi rất thơm. Đúng thế. Bà bắt đầu hái hoa từ bao giờ? Tôi vẫn luôn làm việc này. Bố mẹ bà cũng thế à? Đúng thế. Thật ra cả bốn thế hệ trong gia đình tôi đều là những người trồng hoa. Hoa đã tạo nên vận mệnh của thị trấn này và người dân nơi đây. Tôi sẽ đi tìm hiểu những hương nước hoa và tinh dầu khiến cho Grasse nổi tiếng. Xin chào, tôi là Sophie. Pongo và tôi đang có một chuyến phiêu lưu dài. Tôi bị khiếm thị, nhưng tôi sẽ cảm nhận thế giới bằng các giác quan khác, cảm giác và xúc giác. Nhưng quan trọng hơn cả, tôi sẽ là người bạn đồng hành, chia sẻ và giúp bạn khám phá thế giới theo một cách khác biệt. Đó là nhìn thế giới qua con mắt của người khác. Trên cánh đồng của Carol, những người hái hoa bắt đầu làm việc vào lúc bình minh. Khi bình minh hé dạng, hoa nhài nở rộ và có mùi hương đậm nhất. Chúng tôi hái hoa mỗi ngày từ tháng 8 cho đến hết tháng 10. Thật không thể tin được rằng cây ra hoa đều đặn mỗi ngày trong 3 tháng. Thật ra, hoa nở hàng đêm. Ý bà là những cành hoa này sẽ nở hoa vào ngày mai ư? Chính xác. Từ những chồi hoa này sẽ mọc lên những bông hoa mới vào ngày mai. Thật kinh ngạc. Những chồi hoa này rất nhỏ bé. Chúng thật sự nhỏ đấy. Chúng sẽ lại đâm chồi, từng chút một rồi nở hoa. Đây là hoa của ngày mai. Chúng bắt đầu nhú rồi. Hoa hôm nay thì sao? Đây này. Cô muốn cảm nhận độ mềm mại của cánh hoa không? Ôi đúng thế. Nó thật sự rất mềm và chắc đẹp lắm. Đúng vậy. Việc nở hoa đều đặn mỗi đêm làm cho tôi cảm thấy hứng thú. Nó như chim phượng hoàng của loài hoa vậy. Đây cô ngửi xem. Thật là thơm. Mùi hương này thật sự rất mạnh. Một số loài hoa nhài có mùi khá mạnh, nhưng loài hoa nhài Tây Ban Nha được trồng ở đây có mùi hương đặc biệt tinh tế. Vậy là những bông hoa này được dùng để chế tạo nước hoa phải không? Những bông hoa này được dùng để chế tạo nước hoa cũng giống như việc người ta dùng họa tiết gen trong thời trang cao cấp. Chúng thực sự là kho nguyên liệu thô cho ngành nước hoa trên cả tuyệt vời của Pháp đấy. Tôi có thể giúp bà hái hoa được không? Ôi, không phức tạp đâu. Khi cô sờ được cánh hoa, chỉ cần ngắt nhẹ là nó ra. Rất đơn giản. Tôi chỉ cần định vị được những bông hoa. Không hề khó mà. Đúng rồi đấy. Thật kỳ lạ khi chỉ cần ngắt nhẹ là hoa đã rơi ra, giống như chúng đã sẵn sàng để được hái vậy. Đúng thế, rất nhẹ nhàng. Cô cảm nhận được không? Không hẳn. Một người hái hoa giàu kinh nghiệm sẽ có năng suất như thế nào? Điều đó còn tùy. Nhưng một người hái hoa giỏi có thể hái từ 400 đến 500 gram mỗi giờ, tương đương 4.000 đến 5.000 bông hoa. Đôi khi có thể hơn. Hôm nay cô sẽ không trả công theo năng suất chứ? Ồ không. Như thế tốt hơn đấy. Điều đó là không thể. Tuyệt vời. Một đôi tay nhanh nhẹn là rất cần thiết để hái hoa. Bạn cần 7 triệu bông hoa để tạo ra 1 lít tinh dầu hoa nhài. Tinh dầu là nguyên liệu cơ bản cho nước hoa. Cùng với Carol, chúng tôi đang đi về phía một nhà máy nơi tinh dầu được tổng hợp. Bà giới thiệu tôi với anh Robert, một chuyên gia trong ngành sản xuất nước hoa. Anh ấy cho tôi thấy sự biến đổi của một bông hoa. Đây, cô cầm bên này. Anh cầm một bên và tôi cầm bên còn lại. Anh muốn cái này không? Pongo ngoan, mày ở đây và đợi trái nhé. Pongo ở đây nhé, mày không thể vào được. Anh nhất định phải lấy tinh dầu vào đúng ngày hoa được hái à? Chắc chắn rồi. Đây này Sophie, so với sáng nay, chúng rất nhỏ và bắt đầu thẫm màu lại. Tôi không nhìn được, nhưng tôi cảm nhận được chúng mềm hơn.
Để tôi chỉ cho cô. Bà tiếp tục chăm sóc những bông hoa của mình đi. Đi tiếp thôi. Đi thôi. Sao anh không dùng máy móc để làm việc này? Tất cả mọi thứ đều được thực hiện bằng tay à? Máy hái hoa nhài vẫn chưa được phát minh. Máy sàng lọc hoa nhài cũng chưa. Vấn đề là chúng tôi vẫn làm việc theo cách truyền thống, giống 50-60 năm trước. Hoa đang ở trong máy chiết xuất đúng không? Tôi gọi như thế đúng không? Đúng vậy. Sẽ đóng nắp lại chứ? Đúng rồi. Chuyện gì xảy ra? Chúng tôi sẽ đổ he san ngập vào để ngâm. Đó là một sản phẩm hóa học ư? Nó làm từ gì vậy? Dầu thô. Hoa nhài tự nhiên. Chúng ta muốn chiết xuất ra một mùi hương tự nhiên. Sao lại dùng chất hóa học như vậy? Khi sản xuất nước hoa, có hai lựa chọn. Một là trưng cất hơi nước, hai là chiết xuất để thu được tinh dầu nguyên chất. Thật lạ khi nghĩ chúng ta chiết xuất mùi hương đấy. Chúng ta đang chiết xuất mùi của những bông hoa nhài cô vừa ngửi sáng nay. Nó giống như chiếc nồi áp suất vậy. Hãy cẩn thận. Thôi đừng lo. Tôi để tay ở nơi anh Louis đã để mà. Chúng ta đi tiếp thôi. Anh dẫn đường nhé. Những bông hoa trong máy chiết phải trải qua nhiều khâu xử lý, trưng cất, làm lạnh, lọc và hai khâu làm sạch. Tất cả đều để chiết xuất những phân tử mùi. Để bước vào thánh địa này, bạn phải chứng minh bản thân mình xứng đáng. Chúng ta đang bước vào xưởng sản xuất tinh dầu nguyên chất. Đây là máy xử lý. Chúng ta sẽ tìm hiểu về nó. Anh có ngửi thấy không? Quá bất ngờ. Nó được đậy kín nhưng tôi vẫn ngửi thấy. Nhiệt độ bên trong là bao nhiêu vậy? Khoảng 90 độ C. Mùi đã rất thơm rồi. 90 độ C làm cồn bên trong bay hơi. Đây là công đoạn cuối rồi à? Đúng vậy. Cần đợi 90 ngày để có được chén thánh, tinh dầu nguyên chất của hoa nhài. Các nhà chế tạo nước hoa của xứ Grasse đã sử dụng kỹ thuật chiết xuất từ giữa thế kỷ 17. Với một vi khí hậu đặc biệt và nhiều loài cây thơm hoang dã, thành phố này đã sớm khẳng định vị thế của mình trong lịch sử nước hoa. Chào anh Gilles. Chào Sophie. Anh khỏe chứ? Tôi khỏe, còn cô? Tôi rất vui được đến đây. Chào mừng cô đến với thành phố Grasse nhỏ bé, kinh đô nước hoa của thế giới. Ồ vâng, cảm ơn. Chúng ta sẽ đi tìm lời giải thích vì sao nơi này lại trở thành kinh đô nước hoa của thế giới. Rất thú vị đấy. Chúng ta sẽ đi về phía thành cổ. Đi nào Pongo. Chúng ta sắp đi qua một trong những con phố hẹp nhất ở Grasse. Cô bước cẩn thận nhé. Vâng, tôi đang nhìn vào cả hai bên tường. Cô có thể cảm nhận được độ hẹp của nó. Rất hẹp. Bây giờ rẽ phải. Đúng rồi, ngoan lắm. Cuối cùng cũng đến một con phố rộng hơn. Chúng ta sẽ dừng lại ở đây, ngay trước mặt tiền này. Đây, cô đứng ở đây đi. Tôi thấy không khí thật ấm áp. Càng ngửi nữa, như là ngửi không khí nóng vậy. Có kèm mùi thơm. Nơi đây vẫn còn hương nước hoa. Phía sau bức tường này là một nhà máy nước hoa cũ, đã đóng cửa 15 năm trước. Mùi hương đã bám lên các bức tường, đá và đồ gỗ còn lại bên trong. Ngày nay, các bức tường trong thành phố vẫn đọng lại rất nhiều hương nước hoa, giống như chúng đã từng ở thế kỷ 16, khi nhà máy thuộc gia của thành phố sản xuất ra. Bây giờ chúng ta đang đến quảng trường Ayret, di tích về lịch sử kinh tế của Grasse. Bên phải cô, dưới những cổng vòm này, là những xưởng thuộc gia. Vì xưởng thuộc gia thải ra mùi hôi, nên một số thợ thuộc gia đã bắt đầu trưng cất cây để có nước hoa xịt lên đồ da của họ. Da thường được sản xuất từ da bò và da nhím. Tuy nhiên, ở Grasse, chủ yếu là cừu, nên những người thợ thuộc da phải mua da từ các vùng khác. Đã có lúc, có một loại thuế đánh vào thương mại, nên họ trở nên chán việc thuộc da. Và dần dần, nghề thuộc da đi xuống, khi nước hoa tăng trưởng, vì nó trở thành xu hướng của những người giàu có, thích sức nước hoa. Vì vậy, nước hoa đã thay thế da thuộc. Chú ý bậc thang. Gina Pongo, hãy cùng tìm hiểu cảnh quan xung quanh Grasse nào.
Anh cũng muốn ngắm cảnh ư? Đi thôi, anh hãy mô tả cho tôi nhé. Có hai lý do. Vì sao cây có mùi thơm phát triển rất tốt ở Grasse? Đây là một thành phố thuộc miền Nam nước Pháp, nên thời tiết khá nóng, nhưng cũng có nhiều dòng sông và suối nhỏ ở xung quanh. Ồ vậy à? Và có cả một hệ thống trồng trọt trên những ngọn đồi ư? Trên những ngọn đồi đi lên Châteauneuf có những khu trồng trọt rộng lớn. Nơi này có nhiều ánh nắng mặt trời giúp cây phát triển. Với điều kiện tuyệt vời như vậy, Grasse đã trở thành thiên đường của hương thơm. Christine, một chuyên gia thuyết trình tại Bảo tàng Nước Hoa Quốc tế, giới thiệu cho tôi về sự đa dạng của mùi hương, cũng là nguồn cảm hứng của các nhà chế tạo nước hoa. Cô ngửi thấy không? Mùi hương phảng phất. Tôi thường sử dụng mũi của mình rất nhiều, nhưng tôi nghĩ nó hơi quá sức ở Grasse. Tôi không biết, không ngửi thấy gì cả. Nhưng mũi rất quan trọng mà. Mũi tôi điếc rồi. Không phải, tôi nghĩ là do cô ngửi quá nhiều mùi hương nên bị bão hòa. Khu vườn của Viện Bảo tàng được chia thành những ô vuông nhỏ, được gọi là những nốt hương. Ồ thế à? Nó là ngôn ngữ của những người làm nước hoa đấy. Vâng, nó thực sự là một khu vườn của người làm nước hoa, được thiết kế như một khu vườn thực vật. Chính xác. Thật tuyệt vời. Hãy sờ và ngửi thử mọi thứ xung quanh mình đi. Tuyệt vời. Hãy ngửi, rồi nói cho tôi biết nó là mùi gỗ, hoa hay bạc hà nhé. Mùi bạc hà, tốt lắm. Chúng tôi gọi nó là hồi bạc hà. Hương hồi bạc hà ư? Đúng vậy. Đây, Pongo này. Nó có vẻ thích đấy. Đi tiếp thôi. Mày có thể giúp tao đây, Pongo. Nghe nói chó có khiếu giác tốt gấp 1.000 lần con người. Thế thì nó hẳn là chuyên gia rồi. Đúng vậy. Chúng ta đi qua một nốt hương mới. Màu sắc lần này là màu xanh lá cây, một số màu tối và một số màu nhạt. Bây giờ cô hãy thử sờ đi. Cây hương thảo. Cô giỏi quá. Đó là vì tôi dùng mũi để nấu ăn mà. Được rồi. Bây giờ là loại cây khác, trong cùng một nốt hương. Nó cũng được dùng trong nấu ăn. Ồ, tôi không thích cây này. Cây gì vậy? Cây xô thơm. Tôi ghét mùi này. Mùi này ư? Có phải cô có ký ức không đẹp với nó không? Tôi không biết. Tôi nghĩ nó có mùi như một con cừu già vậy. Thật thú vị. Sự tương đồng về mùi này ở đâu cũng có. Thật kỳ lạ vì ngay cả những mùi thực sự khó ngửi cũng có thể tìm được mùi tương đồng nào đó. Sẽ phải nhé. Tôi thấy mùi đã bớt khó chịu hơn rồi. Đúng thế. Như là mùi ở bến cảng vậy. Không thực sự dễ ngửi. Nhưng tôi thích biển nên tôi tin nó có một mùi dễ chịu. Còn phụ thuộc vào khi mùi này bắt đầu bám lên người cô. Điển hình như trẻ con. Khi chúng ngửi thấy mùi hoa violet, chúng thường nói nó có mùi giống bà ngoại. Đúng rồi. Chúng tôi kết thúc buổi tham quan mùi hương và rời khỏi bảo tàng. Vai trò của nước hoa không chỉ nằm ở mùi hương của chúng. Chúng cũng đóng một vai trò giữa con người với các vị thần. Để tôi dẫn cô lên trên. Không cần đâu, tôi không vội đến đó đâu. Đó là một cách giao tiếp với các vị thần. Chúng tôi từng tự hỏi rằng tại sao con người cố gắng thu nhập các mùi hương. Và một trong những câu trả lời là để giao tiếp. Cái gì đây? Đây là những thành phần của nước hoa được sử dụng ở thời cổ ư? Đó là một nguyên liệu thô. Nó cứng. Nó có mùi như gỗ đàn hương vậy. Đó là gỗ, hơi giống nhựa cây. Ngày nay nó vẫn được dùng trong các nhà thờ. Thế là hương trầm phải không? Chính xác là hương trầm. Đã được dùng từ thời cổ đại đấy. Có phải nó được sử dụng để giao tiếp với các vị thần không? Nó có một ý nghĩa tôn giáo phải không? Đúng thế. Việc cần làm là đặt nhựa cây lên viên than nóng. Điều gì xảy ra? Khói bốc lên. Nó đốt cháy nhựa và khói bay lên. Bay lên phía trên các vị thần. Cô sẽ được sờ vào một món đồ nằm trong bộ sưu tập của bảo tàng. Nhưng cô sẽ phải đeo găng tay để không làm hỏng nó nhé. Không làm hỏng ư? Cô rất thông minh. Trông như bàn tay tí hon. Rất hay ho đấy. Chúng có màu xanh dương à? Đúng vậy. Lại gần hơn nào? Cái lưu hương này có nguồn gốc từ thời kỳ nào? Ở thời hiện đại. Nó không có nguồn gốc từ xung quanh đây. Không phải đồ của châu Âu. Vậy nó đến từ đâu? Nếu cô sờ vào đây, có lẽ cô sẽ biết. Một cái đầu. Chính xác. Đầu gì? Nó là đầu một loài chó với cái miệng há ra.
Thật tội nghiệp. Nó là kỳ lân. Thế ư? Nó là nửa chó, nửa rồng đấy. Nó có một cái giọ mõm nhỏ, cho một con chó hoặc có thể là một tay nắm gõ cửa. Ở châu Á có rất nhiều, đặc biệt là ở Trung Quốc. Cái này có nguồn gốc từ đó. Khói là một phương thức giao tiếp và cũng là một cách bảo vệ lãnh thổ. Thật ra những gì tôi vừa nói đều phổ biến trong mọi nền văn minh. Đúng vậy. Ca ngợi có vẻ hơi quá đấy. Đúng thế, tôi chưa bao giờ nghĩ về điều đó. Cô đang đến một nơi linh thiêng. Tôi không tin mình đang đi về phía các vị thần, nhưng ít nhất đây là những đồ vật đẹp, và tôi thích ý tưởng nước hoa là một cách giao tiếp. Nước hoa không chỉ kích thích mỗi khứu giác mà còn cả vị giác. Kể từ thời cổ đại, hoa đã được đưa vào công thức nấu ăn. Anh Ivy là một đầu bếp, và chuyên môn của anh là ẩm thực về hoa. Hoa oải hương, hoa hồng, hoa sen cạn, hoa băng xê và tất nhiên hoa nhài đều xuất hiện trong các món ăn của anh ấy. Tôi có thể vào được không? Mời vào. Chào anh. Chào cô. Mùi thơm quá. Đây mới chỉ là một thứ thôi. Một khởi đầu tốt đấy. Để tôi đeo tạp dề cho cô. Tốt quá, tôi có hơi vụng về đấy. Để tôi tròng qua đầu. Được rồi. Thật không thể tin được. Ở Grass, bạn có thể làm bất cứ thứ gì từ hoa. Từ nước hoa cho đến các món ăn. Chúng tôi làm được tất cả mọi thứ. Bắt đầu được chưa? Anh bắt đầu dùng hoa để nấu ăn từ khi nào vậy? Từ khi tôi đến Grass vào 12 năm trước. Đối với tôi, các món ăn từ hoa nghĩa là dùng hoa làm nguyên liệu chế biến, chứ không phải chỉ để trang trí. Anh coi chúng là nguyên liệu nấu ăn thực sự ư? Vì đó không phải là nấu ăn bằng hoa. Ví dụ, cô dùng các loại tinh dầu, đặt cánh hoa dưới da gà hoặc da cá, cũng là cách khác để nấu ăn. Rồi sao nữa? Anh cho gì vào trong gạo vậy? Gạo này được ngâm trong hương thơm tự nhiên của hoa nhài. Đây là một hỗn hợp hoa nhài sấy khô. Chúng ta sẽ dùng nó để làm món risotto. Có phải khuấy liên tục không? Có. Cô phải khuấy đều để chất béo bao phủ bề mặt bên ngoài và giúp nó có màu sáng bóng. Sau đó thêm vào một chút nước. Tôi thích sự pha trộn mùi hương này. Giống như một phép lạ nhỏ. Đôi khi nó giống như nước hoa, đôi khi lại không. Đây là một bông hoa nhài. Trước tiên, cô ngửi thử xem. Vâng, tôi biết rồi. Bây giờ cô ăn thử một cánh hoa nhé. Cái này ư? Đúng rồi. Cô thấy thế nào? Nó có vị hơi giống rau má, nhưng không có vị hạt dẻ. Hơi đắng. Nó đắng phải không? Nhưng vị đắng không xuất hiện ngay từ đầu. Đúng là việc ngửi trước khi ăn tác động đến chúng ta phải không? Chúng ta bị ảnh hưởng bởi mùi hương. Nếu ăn ngay lập tức, cô sẽ cảm nhận được vị đắng. Chúng ta sẽ không nhận ra đó là hoa nhài. Cô đang làm gì vậy? Tôi ngắt lá. Được rồi, cô cho nó vào món risotto nhé. Chỉ cho cánh hoa vào thôi đúng không? Vâng. Cô đã bao giờ chế biến món ăn từ hoa chưa? Chưa bao giờ. Tôi có dùng mứt hoa hồng, những thứ tương tự như vậy, nhưng chưa bao giờ dùng một bông hoa thực sự cả. Mùi này rất quyến rũ. Có vẻ như nó chín rồi. Hỗn hợp đã đồng nhất và có mùi thơm. Thật tuyệt vời. Chúng ta sẽ trang trí cho risotto vào một cái đĩa cong. Cong một chút à? Anh cho món ăn vào đây à? Đúng vậy. Chúng ta sẽ thưởng thức món risotto hoa nhài này cùng với cá dây Nhật Bản phi lê, một ít dầu ô liu và một bông hoa nhài để trang trí. Thế này ư? Trông có ổn không? Tuyệt vời. Món ăn đã sẵn sàng để được thưởng thức. Đây là khoảnh khắc của sự thật. Ngon quá. Rất ngon đấy. Nó thậm chí sẽ còn ngon hơn khi cô tự mình làm. Thực ra anh là người nấu. Thật ngạc nhiên, tôi thực sự nếm được vị hoa đấy. Thêm hoa nhài vào cuối làm cho món ăn có hơi chút đắng. Món ăn này rất ngon và tôi biết rằng anh có thể nấu ăn bằng hoa. Ý tôi là ngay cả với những bông hoa lạ. Món risotto này đậm vị hoa và không hề có vị ngọt hay mặn nào. Chúng ta thực sự cảm nhận được vị hoa thuần túy.
Nó vô cùng ngon miệng. Tôi sẽ ghi nhớ hương vị và mùi của hoa nhài. Có đến hàng ngàn mùi hương. Bạn cần biết chúng để tạo ra một loại nước hoa. Corinne là người mà các nhà chế tạo nước hoa đặt cho biệt danh chiếc mũi thần kỳ. Cô giới thiệu cho tôi công việc của mình: ghi nhớ, nhận biết và kết hợp các chiết xuất hương. Xin chào Sophie. Chào Corinne. Chào mừng cô đến với nhà máy chế tạo nước hoa của chúng tôi. Cảm ơn. Có phải cô sinh ra đã có một chiếc mũi thần kỳ hay là nhờ luyện tập? Nhờ luyện tập, nhưng cô phải có một niềm đam mê với mùi hương ngay từ khi còn bé. Có nghĩa là khi cảm thấy mùi gì đó, cô thấy nhiều sắc thái hương hơn người bình thường. Đúng thế, vì tôi đã được rèn luyện. Nhưng tất cả chúng ta đều có cùng một lượng thụ thể khứu giác, nên 99,9% chúng ta có cùng khả năng. Sự khác biệt nằm ở đam mê. Nhưng điều đó không dạy được, đúng thế. Tôi nghe thấy những tiếng động chậm. Có phải nó phát ra từ một cỗ máy không? Đúng vậy, đó là máy làm hộp đựng. Những hộp đựng gì? Đó là hộp đựng nước hoa mang thương hiệu của chúng tôi. Nó được làm bằng nhôm. Tại sao là nhôm? Vì nó bảo vệ nước hoa khỏi ánh sáng, nghĩa là cô có thể bảo quản nước hoa trong hơn 5 năm. Đây là bước cuối cùng của việc điều chế nước hoa. Sau đó chúng tôi sẽ đến hội thảo sáng tạo. Tôi muốn thời gian ngừng trôi, phải vậy không công cô? Chúng ta sắp bước vào vùng đất sáng tạo ra nước hoa đấy. Một phòng thí nghiệm bí mật. Đúng vậy. Đối với những người như Corinne, nước hoa là thứ cảm xúc quan trọng đầu tiên. Nó khiến cô nghĩ đến cái gì? Nước cam vắt. Không phải kẹo chanh hay chanh tuyết ư? Tôi thích vì nó lạ. Nó có mùi hơi giống đất ẩm. Cô thử tưởng tượng nó là nguyên liệu nấu ăn đi. Nó sẽ là hạt đậu khổng lồ. Siêu khổng lồ đấy. Đúng vậy, siêu khổng lồ. Vậy bây giờ cô muốn thêm gì vào hỗn hợp này? Phong thảo luôn là nước hoa yêu thích của tôi. Tôi nghĩ vậy. Vậy thì bắt đầu bằng việc thêm phong thảo vào nhé. Chúng ta sẽ ngâm. Đúng rồi. Rồi lắc. Phải lắc đều tay liên tục để giảm bớt độ mềm của phần đầu. Đương nhiên rồi. Thấy đủ chưa? Có vẻ được rồi đấy. Tôi sẽ thêm vào 2 hay 3 nguyên liệu nữa nếu cô muốn. Tất nhiên rồi. Đến một thời điểm nhất định, nó sẽ biến đổi. Cô ấy bảo dừng ngay khi cô thấy thích nhé. Cái mới này có nhiều hơn và tôi thích nó. Bây giờ chúng ta làm gì? Cô muốn thêm tinh dầu gì? Có lẽ là hạt nhỏ thôi. Cô không thể thêm hạt nhỏ vào chỉ vì thích đâu. Tôi biết mà. Chúng ta cần tinh luyện chiết xuất này để pha trộn nó với những mùi khác. Nó mang lại cảm giác dễ chịu đấy. Có chút tỉnh táo. Đúng vậy, tôi thích nó đấy. Chúng ta có nên mạo hiểm cho thêm cỏ roi ngựa vào không? Ồ không. Không. Vậy thì những gì tôi muốn làm là thêm một hoặc hai loại tinh dầu nữa để mang lại cho nó những mùi hương cuối cùng. Được thôi. Đi ra chỗ organ này. Nó là một nhạc cụ với những nốt nhạc khác nhau để tạo nên giai điệu đấy. Vì vậy, nghệ thuật chế tạo nước hoa giống như âm nhạc, hóa học và tài nghệ nấu ăn kết hợp lại. Với rất nhiều cảm xúc nữa, tất nhiên rồi. Đúng thế. Chúng ta ngửi thẳng được không? Ta phải mở nút chai ra trước. Thơm quá, nó là gì vậy? Nó là sát thủ đấy. Tôi đồng ý. Sát thủ tên gì vậy? Hoa diên vĩ. Nó là tinh dầu đắt nhất được sử dụng để chế tạo nước hoa. Thành thật, tôi nghĩ nó là mùi hương tuyệt vời nhất tôi từng ngửi trong đời đấy. Vì nó là tinh dầu đắt, nên nó sẽ hủy hoại chúng ta mất. Đừng lo. Một bông hoa hồng. Đúng thế. Nó cũng thơm nữa. Cô có hoa nhài không? Có đây. Thơm thật, nhưng có lẽ hơi quá mạnh. Cô cần đưa ra lựa chọn của mình đi. Ta trộn cả hai vào với nhau được không? Hoa nhài và diên vĩ không hợp nhau. Đúng thế. Thế còn hoa hồng và hoa diên vĩ quá mạnh ư? Cũng không. Thật sự thì hoa hồng cùng với hoa nhài có mùi quá mạnh. Nếu cô muốn dùng hoa diên vĩ, chúng ta sẽ dùng. Tôi khuyên nên dùng một chút violet nữa. Tôi biết ngay mà. Tôi yêu hoa diên vĩ mất rồi. Mày nghĩ sao, Pongo? Nó không thích đâu. Nó ngoảnh mặt đi. Chắc mùi này quá mạnh. Rất thơm.
Nếu chúng ta làm ra được sản phẩm tốt, tôi sẽ mua nó. Cô có nghĩ chúng ta đã dùng cảm xúc và kỷ niệm để tạo nên cái này không? Chắc chắn rồi. Vì hai chúng ta ở đây, liệu nó có phải là một giai điệu của cảm xúc ư? Vâng, tôi nghĩ thế. Vì cô đã chọn thêm các hạt nhỏ. Đúng là khi ngửi mùi này, tôi chợt nhớ về thời thơ ấu. Đậu răng ngựa khiến tôi nhớ khi ngồi với ông bà. Ông tôi ngồi đối diện và bóc đậu. Tôi rất yêu ông. Tôi nghĩ đây là lý do tại sao tôi lại có sự liên tưởng này. Đúng vậy. Khá là thú vị. Nó vẫn chưa được hoàn thành. Bây giờ cô đặt tên cho hương liệu này nhé. Vì có nhiều hạt nhỏ, hãy gọi nó là hạt cười đi. Hay đấy. Rất hay, cái tên thú vị. Sau khi rời khỏi Grass, tôi chắc chắn sẽ nhớ đến niềm đam mê hoa nhài của cô Carol. Vòng xoáy mùi hương trong những khu vườn của viện bảo tàng. Và hạt cười, thứ làm tôi nhớ đến ông của mình. I'll make you understand you were sitting on the car, and I knew.